Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ chờ trời một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thôi đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hoa. Con biết thế. Cho anh em con, vì con đã.
chờ trời
Thank you.